chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, người xưa vẫn thường có câu 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. Số mệnh không tốt một phần là do ông trời đã an bài trước đó, phần còn lại là những thói quen và tính cách được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống sau này, là nhân tố mang tính quyết định vận mệnh và cả cuộc đời bạn. Mà thói quen thì chúng ta có thể rèn luyện theo thời gian chứ không cần phải chờ đợi, đúng không nào? Nếu như bạn thuộc một trong năm kiểu người dưới đây, thường được coi là có phúc tướng, thử xem bạn có nằm trong số đó không. Nếu chưa thì hãy rèn luyện ngay từ hôm nay để đón phúc đến với mình. Kiểu người thứ nhất, người sạch sẽ ngăn nắp. Nhà soạn kịch người Nga Anton Chekhov từng nói, mọi thứ của một con người, từ mặt mũi, quần áo cho đến tâm hồn, tư tưởng, đều phải thật sạch sẽ. Sạch sẽ là trạng thái thoải mái và dễ chịu nhất. Một người ăn mặc quần áo giản dị và lịch sự, nơi ăn chốn ở ngăn nắp gọn gàng, cử chỉ đoan trang nho nhã, khí chất thanh lịch, nhẹ nhàng, đó được coi là một người sạch sẽ điển hình. Họ không chỉ có một vẻ ngoài sạch sẽ, mà thế giới tâm hồn của họ cũng thật trong sạch. Người có nội tâm trong sạch thường nói không với những thú vui bất thiện. Lúc nhàn rỗi, họ thích thưởng trà, ngắm hoa, chơi cờ hay hội họa. Họ có những thú vui lành mạnh để giải tỏa căng thẳng cho bản thân. Ngay cả khi bận bịu, họ cũng luôn duy trì trật tự nề nếp của mình. Người sạch sẽ còn cho người khác cảm giác thoải mái khi ở cạnh. Vì thế, họ càng dễ thu hút được nhiều nguồn năng lượng tích cực và gặp được nhiều may mắn. Kiểu người thứ hai, người biết quý trọng sức khỏe. Hầu hết chúng ta hiện nay đều rất lo là sức khỏe của mình. Không thức khuya thì cũng dùng điện thoại nhiều, không ăn nhiều thì cũng là lười vận động. Thế cho nên ai cũng có bệnh trong người, chỉ là ít hay nhiều, nặng hay nhẹ mà thôi. Đời người tự như một con số bao gồm nhiều chữ số. Trong đó sức khỏe là số 1, tiền tài, địa vị, sự nghiệp, tình yêu, gia đình đều là những số 0 đứng đằng sau số 1 kia. Sức khỏe là nền tảng để thực hiện mọi ước mơ. Nếu như không có sức khỏe thì tiền nhiều, địa vị cao, vợ đẹp con khôn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người quan tâm đến sức khỏe sẽ luôn biết chừng mực, họ cũng không bao giờ đánh đổi sức khỏe để lấy bất cứ điều gì. Vì luôn biết quý trọng sức khỏe nên họ sẽ khỏe mạnh hơn những người đồng trang lứa. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể tận hưởng những hạnh phúc của tương lai. Đời người giống như đường chạy việt dã, tiêu chí để quyết định người chiến thắng không phải là tốc độ mà là sức bền. Người khỏe mạnh mới là người bền bỉ và tiến xa hơn trên đường đời. Kiểu người thứ ba, người thích đọc sách. Người nông cạn thích đem nhan sắc để so bì. Người trưởng thành dựa vào vốn hiểu biết để phân cao thấp. Người có hiểu biết thường được người khác tôn trọng. Họ nhìn một sự vật, sự việc luôn sâu sắc và đa chiều hơn người khác. Người thích đọc sách sẽ không ngừng tự tích lũy kiến thức và nâng tầm vốn hiểu biết của mình qua từng trang giấy. Từ đó, họ dường như đã đi xa hơn rất nhiều so với những người bằng tuổi mình. Trang sách dù đã khép lại, nhưng những kiến thức đã in sâu vào trong trí óc. Để rồi một ngày nào đó, bạn sẽ có dịp phải động đến những kiến thức này. Người đọc sách mỗi năm mỗi khác, vốn hiểu biết của họ cứ tăng dần theo năm tháng. Nhờ vậy, họ có thể đưa ra những quyết định chính xác và gặt hái được nhiều thành công. Kiểu người thứ tư, người biết nhường nhịn. Tục ngữ có câu, một điều nhịn bằng chín điều lành. Mọi cuộc tranh cãi trên thế gian đều xuất phát từ việc không ai chịu nhường ai. Chỉ có biết nhẫn nhịn mới có thể tránh được những tai họa này. Trong cuộc sống, ai rồi cũng phải gặp những chuyện không như ý. Nếu như lúc nào cũng chăm chăm đi tìm ai đúng ai sai, thì cả đời sẽ phải luôn ganh đua với người khác. Không những thế, bạn cũng gây thù chuốc oán với vô số người. Đôi khi, bạn cần phải lùi một bước để tiến thêm ba bước. Nhẫn nhịn giúp ta tránh được các cuộc cãi vã. Phúc có thể chưa tới, nhưng họa thì đều đã được hóa giải chỉ bằng một chữ nhẫn. Kiểu người thứ năm, người có lòng biết ơn. Hãy vui cho thành công của người khác, hãy biết ơn khi gặp được người tốt. Người xưa có câu, có đi có lại mới toại lòng nhau. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi điều cho đi đều sẽ nhận lại sự đền đáp xứng đáng. Chỉ khi bạn có lòng biết ơn, người khác mới sẵn sàng tin tưởng, giúp đỡ bạn vô điều kiện. Trên đường đời,
bạn sẽ luôn gặp quý nhân phù trợ. Hãy tìm cho mình một hướng đi rõ ràng, nhưng xin đừng quên nơi ta đã xuất phát. Lòng biết ơn quý hơn vàng. Người có lòng biết ơn cũng sẽ đáng trân trọng hơn những kẻ giàu có mà vô ơn. Uống nước nhớ nguồn là một truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Câu cảm ơn cũng là một trong những câu từ ấm áp nhất ở trên thế gian này. Người có lòng biết ơn thường là người ít bị ghét nhất trên đời. Trên đầu ba thước có thần linh, hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn, vũ trụ này sẽ che chở cho bạn. Năm kiểu người trên vận số tốt, ắt có phúc lớn. Chỉ cần có một trong năm đặc điểm trên cũng đủ để hưởng phúc cả đời. Tính cách tốt, thói quen tốt có thể thay đổi cả một đời. Vì vậy, hãy luôn duy trì và nuôi dưỡng những thói quen đó. Quý vị thân mến, có câu, mình chỉ gánh được 8 thùng gạo thì khó đi khắp thế gian. Cuộc sống của bạn là một cuộc đời làm việc chăm chỉ. Vì vậy, dù bạn có vất vả đến đâu, bạn cũng không thể thay đổi được thực tế vất vả cả đời. Cuộc sống của bạn là một cuộc sống giàu sang và danh giá, thì bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ trong 5 hoặc 6 năm, cuối cùng bạn sẽ kết thúc khổ đau và hưởng phúc. Đây là sự khác biệt về số phận giữa con người với nhau. Cuộc sống của con người tưởng chừng như do chính mình điều khiển, nhưng trên thực tế suy cho cùng cũng sẽ do quý nhân tác động. Các bạn biết đấy, người có số mệnh tốt phải là người cao thượng, được ông trời phù hộ. Vậy thì sở hữu tính cách gì, đặc điểm nào thì sẽ được quý nhân phù trợ? Trước khi có câu trả lời chính xác, hãy cùng ngẫm sự đời lắng nghe câu chuyện ngắn sau đây. Vào thời cổ đại đã có một câu chuyện như vậy. Một cụ già đang nghỉ ngơi trong ngôi nhà cổ thì đột nhiên có người gõ cửa. Ngay khi ông già mở cửa bước vào, ông nhận ra đó là một người lạ. Và người lạ cũng thắc mắc, tại sao lại đến đây gõ cửa? Hai bên nhìn nhau một lúc, rất xấu hổ, không biết nên nói gì. Vừa lúc ông lão quay người chuẩn bị đóng cửa, căn nhà cũ của ông đã đổ sập xuống, đặc biệt là nơi ông nghỉ vừa rồi bị đập thủng một lỗ lớn. Lúc này, ông cụ rất xúc động. Nếu ông không ra mở cửa, có lẽ ông đã chết. Về vấn đề này, ông đặc biệt cảm ơn người lạ đã gõ nhầm cửa, tin rằng người bên kia đã cứu mạng ông. Thật ra trên đời này có rất nhiều chuyện tưởng như là trùng hợp, nhưng thực ra lại là duyên số. Một người có số phận may mắn chắc chắn có phần do trời đã định. Bốn kiểu người sau đây được quý nhân phù trợ trong cuộc đời, dù có xuống dốc thế nào cũng sẽ lên dốc. Thứ nhất, người có tâm phúc ở đời luôn được quý nhân song hành. Lão Lý luôn được mọi người công nhận là một người tử tế tuyệt vời, không chỉ đối xử tốt với mọi người mà còn tuân thủ nguyên tắc của mình, không làm bất cứ điều gì vi phạm quy tắc hoặc làm tổn thương người khác. Không có cách nào, hắn chỉ có thể ở tại chỗ bình yên, rất khó có thể thăng thiên. Tuy nhiên anh cho rằng tất cả đều xứng đáng. 10 năm trước, lão Lý gặp phải chuyện. Anh ấy đã đi leo núi với bạn bè. Vì núi tương đối dốc nên họ luôn thận trọng, vì sợ có điều gì bất trắc xảy ra. Nhưng có những trường hợp khó lường, con người có cả may rủi. Lão Lý vô tình rơi từ vách đá trên sườn núi xuống, thậm chí còn lăn lộn hơn chục mét mới dừng lại. Có thể nói, nếu như lão Lý không có bắt được cây nho, hắn căn bản không có cơ hội sống sót. Kiên trì một hồi, lão Lý không thể chịu đựng thêm được nữa, cho rằng đây là vận mệnh của cuộc đời mình. Vừa lúc đó, một người lái xe địa hình đi ngang qua đã giải cứu thành công lão Lý. Kể từ đó, lão Lý đã rất xúc động nói rằng nếu anh sống sót sau thảm họa, anh sẽ có phước lành trong tương lai. Dù không thể thăng thiên, nhưng anh ta đã sống sót. Làm việc thiện là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc của một người. Nó sẽ giúp bạn khi bạn gặp khó khăn. Thứ hai, người điềm đạm không lo sợ sẽ được quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất phải làm là vô tư. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần quá nóng vội. Bình tĩnh được thì cuối cùng sẽ có kết quả tốt. Có thể nói rằng, một số phước lành, một số sự nghiệp và một số thành tựu không phải chỉ có ích khi khẩn cấp. Chỉ từng bước kiên trì, tự rèn luyện bản thân để sống tốt có ngày thì mới gặp được quý nhân, gặp được vận may của chính mình. Của cải không vào cửa khẩn, vận may không quan tâm đến kẻ gian. Giữ tâm lý bình tĩnh, đừng nóng vội. Đây mới là con đường lâu dài. Thứ ba, những người có nhận thức về bản thân sẽ được đồng hành với quý tộc. Khi chúng ta còn nhỏ, các cụ trong dòng họ thường dặn rằng muốn làm người,
ngoài việc rèn luyện những kỹ năng nhất định, chúng ta còn phải có những hiểu biết về bản thân. Hãy đội một chiếc mũ lớn như bạn có và đừng quá tham vọng. Thực tế, chân thành và không kiêu ngạo, đây là phúc của con người. Trong những năm đầu tiên, tôi đã gặp một chàng trai trẻ, nghĩ rằng anh ta là người toàn năng ngay khi anh ta tốt nghiệp. Vì vậy, anh đưa ra điều kiện tuyển dụng, dù ở công ty nào, chỉ cần mức lương đầu vào dưới 10.000 sẽ không được xét tuyển nữa. 5 năm sau, anh vẫn không tìm được công việc tốt. Một số bạn học của anh đã trở thành trưởng phòng, lương tăng từ vài nghìn đến mấy chục nghìn tệ. Tại sao khoảng cách giữa cái trước và cái sau lại lớn đến như thế? Bởi vì người đi trước không có kiến thức về bản thân, người đi sau biết cách bắt đầu từ thấp. Lúc này, khoảng cách giữa con người với nhau được phản ánh. Có thể khoảng cách là nhỏ trong 2 năm đầu, nhưng sau 5 hoặc 10 năm, khoảng cách là rất lớn. Và cuối cùng, người có bản lĩnh vững vàng sẽ được quý nhân đồng hành. Con người chỉ có thể hiểu được ánh sáng khi họ nhìn thấy bóng tối. Người ta chỉ có thể hiểu giá trị của những thứ bình thường khi họ gặp bất hạnh. Người ta chỉ có thể hiểu được vẻ đẹp của nỗi đau chỉ khi họ trải qua sự tra tấn. Dù gặp phải chuyện gì, bạn phải có dũng khí. Dù cho thập tử nhất sinh, cũng phải có lòng kiên trì đến cùng, không từ bỏ hy vọng. Con người một khi đã chôn vào cõi vĩnh hằng thì không bao giờ có thể thoát ra được. Chỉ có kiên trì đến cùng, con người mới có thể đạt được những thành tựu phi thường. Ai là người có tâm hồn vững vàng đã đạt được những điều tuyệt vời qua các thời đại? Lưu Bị khởi nghiệp 5 lần thất bại, nhưng tâm địa bất diệt, cuối cùng gặp Gia Cát Lượng mà lên dốc trở lại. Gia Cát Lượng vì hèn mọn nên ngày càng thất vọng. Cuối cùng, ông ta thu được một số lớn công thần và tướng lĩnh lập quốc. Trên thực tế, dù là người nổi tiếng hay người bình thường, bạn cũng cần phải giữ vững tâm lý vững vàng, không ngại mưa gió mới có thể gặp được quý nhân, nắm bắt cơ hội, đạt được thành tựu phi thường. Bạn có đang sở hữu những tính cách này hay không? Nếu có thì xin chúc mừng, bạn chắc chắn sẽ gặp được quý nhân trong cuộc đời mình vào một ngày gần nhất. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh Ngẫm Sự Đời. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.